Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với video tiếp theo. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề là đất ao. Khi mà muốn xây nhà trên đất thì cần phải làm những thủ tục giấy tờ gì. Trong nhiều trường hợp đất ao thì hay gắn liền với đất vườn cùng với thửa đất nhà anh chị, hoặc là chúng ta đang xây nhà trên đất cạnh cái đất ao, đúng không ạ? Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta muốn nấp cái ao này đi để xây nhà trên đất hoặc là bán cái bất động sản này thì chúng ta cần phải làm những gì. Và trong nhiều trường hợp nếu như muốn tăng cái giá bán đất này, đất ao này thì chúng ta cần phải làm những gì. Thì trong video hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn, những anh chị nào thứ nhất chúng ta đang có cái loại đất này mà chúng ta muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây nhà. Thứ hai, chúng ta muốn tăng cái giá trị để bán được giá hơn. Bởi vì thông thường ví dụ đất nông nghiệp chỉ có 2 triệu thôi, nhưng mà nếu như đất này xây nhà trên đất được, còn gọi là đất ở nông thôn anh chị ạ, thì có thể bán với cái giá từ 6 đến 10 triệu, thậm chí hơn ở một số khu vực mà nó có tiềm năng tăng giá. Nhưng có một cái yếu tố này chúng ta cần phải biết được cái đất này là đất gì và chúng ta cần phải làm cái gì để được xây nhà và bán có giá trị hơn anh chị nhé. Chính vì vậy anh chị chúng ta cố gắng theo dõi hết cái video này, tôi sẽ chia sẻ từng phần cho các anh chị để chúng ta có thể hiểu hơn. Thì đất ao nó gồm có hai phần. Thứ nhất, đất ao nằm trong một thửa đất có nhà trong khu dân cư và được công nhận là đất ở theo khoản 1 điều 103 của Luật đất đai 2013. Thứ hai là đất ao nằm trong khu dân cư nhưng lại không được công nhận là đất ở và được xếp vào nhóm đất nông nghiệp. Như vậy chúng ta cần phải hiểu rõ hai cái vấn đề này. Và câu hỏi đặt ra đây là gì? Đất ao nếu trong trường hợp là xếp vào đất nông nghiệp thì có được phép xây nhà trên đất hay không? Thì quy định tại điều khoản 1 điều 170 của Luật đất đai 2013 quy định thì người sử dụng đất bất kỳ một loại hình đất nào thì phải sử dụng đúng với tên gọi của đất đấy. Ví dụ đất nông nghiệp thì chúng ta chỉ để sản xuất nông nghiệp thôi, đất xây nhà thì chúng ta sẽ xây nhà, đất vườn thì chúng ta sẽ sử dụng vườn tiệc, đất trồng cây lâu năm thì chúng ta sẽ sử dụng các loại cây lâu năm. Và nếu như trường hợp nào sử dụng sai mục đích như là đất nông nghiệp và chúng ta lại xây nhà trên đất thì có thể bị phạt, bị cưỡng chế và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Và trong những trường hợp nếu như anh chị chúng ta muốn xây thì chỉ được xây nhà tạm và vẫn cần phải xin phép theo quy định của nhà nước là vậy. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp nếu như anh chị chúng ta muốn xây nhà thì chúng ta phải chuyển đổi lên, có nghĩa là xây nhà chắc chắn, xây nhà tầng đấy anh chị ạ. Cho nên chúng ta sẽ cần phải lưu ý cái vấn đề này. Và trình tự thủ tục để chuyển đổi đất ao sang đất xây nhà như thế nào thì theo quy định tại điều 69 Nghị định số 43 2014/NDCP thì trình tự thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ nộp một hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Và sau khi trong trường hợp anh chị nhé, sau khi cái diện tích đất ao, đất vườn xin chuyển đổi mục đích sử dụng của gia đình phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì chúng ta sẽ làm một cái đơn xin đề nghị chuyển đổi một bộ hồ sơ gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ bao gồm một cái đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo cái mẫu số 01 kèm theo thông tư số 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và cái điều này chúng ta có thể lưu ý rằng trước khi anh chị chúng ta xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cái đất này nó phải nằm trong cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì mới được anh chị nhé. Chứ không có phải là cứ anh chị chúng ta có đất ao chúng ta có thể chuyển đổi điều đâu, thì điều này nó không có đúng đấy. Có nghĩa là cái miếng đất của nhà anh chị nó phải nằm trong vùng quy hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì mới được. Thì điều này anh chị chúng ta có thể kiểm tra trên Ủy ban nhân dân, chúng ta có thể hỏi những cán bộ địa phương, các cái phòng ban xem là có cái đất nhà anh chị có nằm trong vùng quy hoạch hay không trước khi chúng ta chuyển đổi. Và sau đó cái cần một số cái giấy tờ là một đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01. Ngoài ra chúng ta sẽ cần là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Ba cái loại giấy tờ này thì chúng ta bắt buộc phải có một thứ anh chị nhé. Và bước 2, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành thẩm tra cái hồ sơ và xác minh thực địa và thông báo kết quả với anh chị. Trong nhiều trường hợp ví dụ như chúng ta đến địa phương, đúng không ạ, mà địa phương mình chưa trả lời chính xác được cái vấn đề này, anh chị chúng ta cũng có thể làm một cái đơn trước và sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xuống kiểm tra hồ sơ và xác minh thực địa như thế nào. Nếu đủ điều kiện thì sau 8 ngày làm việc thì sẽ có câu trả lời cho các anh chị để chúng ta có thể biết rõ được đất ao nhà mình có được phép chuyển đổi hay không, trước khi chúng ta tiến hành đến cái việc là bán đúng giá theo cái mức giá của đất ở, cũng như là chúng ta tiến hành cái việc gọi là san lấp để tiến hành xây nhà, đúng không ạ? Để tránh cái việc gọi là làm từ bước 4 trước, sau đó chúng ta mới làm bước 1 thì rất là gây tốn kém cho anh chị và gây nhiều thiệt hại về tài chính. Và bước số 3, sau khi kiểm tra thực địa xong thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Và theo quy định ý, thì trường hợp chuyển từ đất vườn, đất ao trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang là đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy cái tiền sử dụng đất nông nghiệp với cái tiền sử dụng đất ở, sau khi mà các cơ quan có thẩm quyền xác minh xong thì chúng ta sẽ đóng cái nghĩa vụ tài chính này, số tiền chênh lệch là 50%, để trước khi chúng ta có thể hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục này trước khi tiến hành gọi là bán theo cái mức giá đất ở và lấp đất để xây nhà, đúng không? Và đấy cũng chính là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả anh chị chúng ta trong video ngày hôm nay. Rất mong những cái nội dung trong video này là sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái việc xử lý các cái đất của nhà anh chị khi mà chúng ta muốn xây nhà trên đất, hoặc là chúng ta muốn bán ra được giá hơn so với giá của đất nông nghiệp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe cái video này. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung trong video nào hữu ích thì đừng quên chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh video của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.